Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Thú Vui Tây Nguyên. Hôm nay thì mình sẽ đi tìm tổ chim nha các bạn ơi. Mình sẽ đi tìm tổ chim ở vùng này. Đó, bởi vì đây rất là nhiều chim hót luôn. Nào là trào mào này, rồi sáo này, cá cướng này, chim tu hú, chim khứa bùi đầu đỏ rất là nhiều. Thì hôm nay thì mình sẽ tìm ở đây. Thì mình mới đến đây đã thấy một tổ cá cướng nha các bạn, ở ngay cái cây to trước mặt mình đây luôn. Mình sẽ quay lên trên cho các bạn xem. Đây các bạn ơi, đấy, đây chính là tổ chim cá cướng nha các bạn. Rõ ràng là mình thấy chim mẹ nó bay ra luôn. Vừa nãy mình đến trên kia ấy, đến trên kia là thấy chim mẹ bay ra. Đó, đây chính là tổ cá cướng nha các bạn. Không phải là ổ kiến ngựa đi đâu, nhưng mà tổ này cao quá, mình không dám trèo. Mình thì rất là sợ trèo cây cao nha các bạn. Cho nên là hẹn ở video sau ấy thì mình sẽ, tức là khi nào mình theo dõi thấy chim mẹ tha mồi ấy thì mình sẽ lấy nha các bạn. Mình sẽ cố gắng trèo hoặc là mình lấy cây để mình kéo nó xuống nhá. Đó. Rồi, vừa nãy thì mình đang đến đây và thấy mình đang theo dõi một cái tổ khứa bùi đầu đỏ kia. Bây giờ mình sẽ tìm. Thì tất nhiên là trong thời gian tìm và theo dõi thì mình sẽ không quay chi tiết cho các bạn xem được, bởi vì video nó rất là dài. Thì mình sẽ dừng lại. Đó, khi nào mình tìm thấy tổ nào thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Rồi, mình sẽ theo dõi đây một lát để xem là có thấy tổ khứa bùi đầu đỏ nào không. Rồi mình sẽ vòng qua gốc chuối bên kia nha các bạn. Gốc chuối bên kia rất là nhiều chim. Đó, các bạn nghe thấy không? Chim đang hót rất nhiều luôn. Rồi mình tìm xung quanh đây nha các bạn. Hoặc là thấy những tổ sóc hay là tổ ong ruồi gì đó thì mình sẽ quay lại luôn. Các bạn là chú ý đón xem nha. Bên này có chim trào mào hót này các bạn ơi. Không thấy tổ khứa bùi đầu đỏ nào hết ở vùng này. Mình cũng đã tìm và xem nó có chim mẹ tha mồi không. Mình ngồi đây khá lâu đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên kia. Mấy con tu hú thì kêu rất là khiếp các bạn. Đấy đấy, mới bay đi đấy. Đó, những con chim tu hú này nhờ các bạn này. Đấy đấy, tiếng kêu của nó đấy. Đấy đấy, các bạn nghe không? Đó chính là tiếng chim tu hú nè. Và nó hay đẻ trứng vào trong tổ cá cướng ấy. Tổ cá cướng vừa nãy mình cho bạn xem ấy, lúc nào mình bắt tổ cá cướng thì sẽ thấy chim tu hú ở trong nhé các bạn. Rồi mình đến đây thì mình sẽ vào kia xem cái đốm đen kia nhé các bạn này. Đây này các bạn này. Đấy, mình không biết là cái tổ gì nhưng mà phải nói nhìn rất là to. Nhưng mà ở cao quá. Wow, rất là cao luôn. Đây này, đây là một con suối và đây là chính là cái gốc cây của nó. Nhưng mà cái tổ nó nằm ngay đây nhé các bạn. Mình không trèo đâu nha các bạn ơi. Mình đã nói với các bạn từ đầu là mình rất là sợ độ cao. Mình chỉ tìm những cái tổ chim mà thấp thấp thôi nhá. Còn những tổ cao kiểu này mình sẽ khám phá sau nhé các bạn. Đó, rất là cao, mình thì sợ nhất là độ cao. Các bạn nhìn thấy những cái cây này không? Rất là to luôn. Đây cũng có thể nói là một khu rừng nhỏ nha các bạn. Bên này chắc là có nhiều gà rừng đấy các bạn ơi. Nếu mà ai chịu khó đi săn qua đây thì có thể là được gà rừng đấy. Wow, tuyệt vời quá các bạn ơi. Mình đến đây thì thấy một tổ khứa bùi đầu đỏ hai trứng nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây các bạn ơi. Đó, đây là trứng chim khứa bùi đầu đỏ nha các bạn ơi. Mình không biết là ở nơi các bạn gọi cái tên này như thế nào, nhưng mà mình thì mình gọi là khứa bùi đầu đỏ nha các bạn. Đây, đây chính là cái tổ của nó. Tổ của nó thì nhìn khá là giống tổ bìm bịp,
Đấy. Đây, hai trứng. Đó, tổ nó ở đây nha các bạn này. Đó. Rất là dễ nhìn. Nhưng mà nếu ai đi qua không để ý thì cũng rất là khó nhìn nha các bạn, bởi vì mình qua từ bên kia nhìn xuống ấy là sẽ thấy cái rác ở đâu này. Rất là khó thấy. Còn bây giờ mình đang xuống đây để quay này. Đó, mình đang xuống đây đứng để quay cho các bạn xem. Và đằng sau mình đây là một con suối nha các bạn. Một con suối mà bây giờ đang là mùa khô, nước rất là ít. Nó nếu mà ai có kích đi kích cá theo cái bờ suối này, theo con suối này thì chắc là được rất là nhiều cá đấy. Ồ, trên này có một tổ gì nữa này các bạn ơi. Mình mới vô tình thấy luôn. Không phải là tổ kiến ngựa đâu, chắc là tổ chim cà cướng cú hay sao ấy. Tổ cú ấy. Đấy, ngay đây này, nhưng mà cao quá. Mình không treo đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ lên. Ồ, có tổ chó mào các bạn ơi. Ủa. Ồ. Đã có con kiến ăn chim non rồi các bạn ơi. Đây này. Có hai con nha các bạn, hai con chim non đã chết. Bây giờ kiến đang ăn rất là nhiều luôn. Đó. Chắc mình nghĩ đây là tổ chim chào mào nha các bạn ơi. Nhìn tổ này thì rất là giống tổ chim chào mào. Ồ, chính xác luôn các bạn ơi. Đây này, làm rất là chắc chắn ở trong này luôn. Đây chính xác là ổ chào mào luôn đấy. Chim non đã chết và bị kiến ăn nha các bạn. Mình không hiểu tại sao nữa. Mình sẽ để lại đây nhá. Wow, rất là tiếc các bạn ơi, phải nói là rất là tiếc luôn. Rất là tiếc. Mình nghe thấy vùng này thì chim chào mào hót rất là nhiều. Mình nghĩ là có tổ nhưng mà tại sao lại như vậy không biết nữa. Bây giờ mình nghĩ là tổ này chắc là chim mẹ, thì tất nhiên là chim mẹ không cho chim con ăn thì chim con mới chết, và tất nhiên là sẽ có con kiến vào ăn chim con nó. Thì bây giờ mình nghĩ là chắc là mùa này là cái mùa sinh sản ấy, cho nên là chim trống ấy rất là háu đá. Chim trống háu đá thì người ta đến vùng này bấy chim chào mào rất là nhiều nha các bạn ơi. Cứ đến khoảng gần sáng hay là chập tối thấy nhiều người nó đem cái lồng xuống đây bấy này. Nó, cho là mình nghĩ là con chim trống đã bị bắt. Nó đã bị người ta bấy được. Bởi vì nếu mà đã có người đến đây bấy ấy, đây là lãnh thổ của cái tổ này. Thì tất nhiên là chim nó sẽ háu đá, và háu đá thì sẽ dính, và người ta sẽ đem con trống đấy về. Thì như các bạn biết thì chim chào mào ấy, thì nó tha mồi ấy thì luôn luôn tha hai con nha các bạn. Thì nếu mà con trống nó bị bắt ấy, con trống bị người ta lấy được thì con mái sẽ không bao giờ tha rác ấy, à con mái sẽ không bao giờ tha mồi vì cho chim non như thế nha các bạn. Đấy, cái này là mình nghĩ chắc là tổ này là nằm ở tình trạng đấy. Và mình khuyên những bạn nào hay bấy chim vào mùa sinh sản này thì các bạn đừng nên bấy chim vào mùa sinh sản nhé. Những cái tổ này này, đó, chim non đã chết. Đấy, rất là tiếc luôn. Và chim chào mào thì bây giờ đang rất là hiếm ở vùng mình ấy. Đó. Mình thì mình không đi bẫy chim nha các bạn. Mình bẫy chim thì mình bẫy chim chim cút, chim bìm bịp hay là bẫy chim gì đó. Còn chim chào mào thì mình rất là thích nuôi chim này. Nó đang rất là quý hiếm ở vùng mình cho nên là mình đi tìm về để mình nuôi thôi. Nhưng mà ai ngờ lại tổ này lại không có con nào sống sót nha các bạn, có hai con. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm theo bờ suối này ra bên kia nha các bạn ơi. Mình sẽ theo dõi kỹ càng để xem là có tổ chim nào nữa không. Và rồi mình sẽ đi về nhá. Wow, các bạn ơi, mình về đến đây thì thấy hai con cá lóc ở đây này.
nó rất là to luôn, phải là bằng này đấy các bạn. Nhưng mà mình vội vàng lấy máy quay ra để quay tiếp thì nó đã lặn xuống. Wow, ở ngay vũng nước này luôn. Rất là to, hai con. Bởi vì bây giờ đang là buổi gần trưa ấy, là chim à, là cá nó hay lên mặt nước nha các bạn. Ngay khoảng này này. Wow. Nhưng mà đây chắc là một vũng nước khá là sâu đấy, cho nên là người ta chưa bắt đấy. Ở đây thì người ta cũng đến kích cá khá là nhiều nha các bạn, nhưng có lẽ đây là một vũng nước khá là sâu. Người ta không kích vào được đó. Rồi, mình tìm như vậy thì không thấy tổ nào thêm đâu nha các bạn ơi. Thấy một hai tổ cá cướng nhưng mà cao quá mình không dám treo. Còn một ổ chim, mình nghĩ là chắc chắn là tổ trào màu rồi. Thì có con chim non nó không là không sống sót. Đấy, mình rất là tiếc. Phải nói là rất là tiếc luôn các bạn ơi. Nhưng không sao. Đã như vậy rồi thì biết sao đúng không các bạn? Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo thì mình sẽ đi tìm và ghi lại những cái hành trình mà mình đi tìm tổ chim cho các bạn xem. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.